Cố lên, gần tới rồi. Đi đâu cũng đi theo mình nữa chứ. À, đấy đấy đấy, lá đạp đấy. Ta thẳng lên. Cố lên. Mạnh lên. Trời ơi, đang lên dốc, đang lên dốc. Cố lên, cố lên, cố lên. Ta mạnh lên. Em đi ngoài đường được không nè? Hả? Em đi ngoài đường được không? Thì mình cứ đi sát lề là không sao hết. Đừng có gửi khẩu trang ra nha. Tới đó xuống xe nói cô bán cho ly trà tắc. Chứ đừng có xuống xe nha. Chứ đừng có gửi khẩu trang nha. Rồi xuống xe. Quỵ không? Quỵ chứ, quỵ chứ, quỵ chứ, quỵ chứ. Quỵ chứ, quỵ chứ, đường nữa chứ. Nói bà ơi, tìm cô thôi không có tìm bà hả? Nói to lên. Ông tên gì vậy? Nữa. Sao mẹ nó tin Tâm mà nó tin Nữa mày? Tâm là cái ông mà em nói cô chưa? À, cô nghe chưa? Còn cái ông Tâm là cái ông mà nói bán cái đất miền Trung đó, cái cháu gì, cái quả gì đó biết. Cái gì? Ở nhà còn mà. Nhưng mà con đứng chỗ đó con chờ. Xíu nữa cô lấy trà tắc là tụi con đưa tiền cho cô nè. Rồi cô đưa trà tắc là thế, nhớ cảm ơn cô nha, đưa hai tay nha. Chờ xíu. Đừng có để đó mất á. Phải đưa tận tay cô mới đúng. Đừng, rách đi vô, cầm cho đàng hoàng. Xe để ngoài nè. Đừng có dựa xe không. Cô làm gì vậy em? Cái gì? Vui hả? Vui quá. Tại sao vui vậy?
Em lên đó em chơi mấy em vui. Cảm ơn cô chưa? Nói cảm ơn cô đi. Nói cảm ơn cô đi đã rồi uống. Con cảm ơn con. Nào, con ra trên xe đặt về. Uống hả? Khác kiểu gì hả? Rồi đây. Đây đây đây. Quẩy xe lại, còn xe lại. Từ từ chờ xe, rồi đạp đi. Từ từ đi. Rồi, chờ xe. Mình phải đạp bên phải nha. Đừng có đạp bên trái, rồi qua đường, qua đường. Qua đường để đi bên phải. Nhớ nha, đi xe là phải chạy bên phải nha. Rồi đi. Đó. Hả? Đó gì? Kệ nó đi. Nhìn đằng trước. Có thấy không? Không chịu nhìn gì cả. Đi từ từ nè, từ từ. Đây phải dốc, thả dốc á. Đi đấy, đá ra bên kia. Ra từ từ thế nha. Nhìn đằng trước. Nhịp nhà đẹp cũng phải nhìn đằng trước chứ. Chừng lại chứ vậy. Đấy. Hoa đẹp không? Dừng lại chụp hình với hoa.